Đã thành thông lệ, vào dịp Tết Dương lịch hàng năm, thị xã Mường Lai lại tổ chức lễ hội đua thuyền đua én trên sông Đà. Năm nay là năm thứ 7 lễ hội được tổ chức với sự tham gia của 6 đội đua đến từ các xã phường trên địa bàn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm nay ban tổ chức đã thu hẹp quy mô lễ hội và không mời các đội khách tham dự. 6 đội đua thuyền tham gia tranh tài với đường đua dài 1.000m trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Cùng với đó là các hoạt động thi đấu một số môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, đi cà kheo, chọi gà đã đem đến không khí tưng bừng náo nhiệt cho thị xã sông nước Mường Lai và thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương tham quan cổ vũ. Hàng năm chúng tôi vào dịp Tết Dương lịch là cái tổ chức lễ hội đua thuyền để nhằm là khôi phục và bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa. Mà cái nội dung về cái bảo tồn di sản văn hóa này thì nó là một trong cái công việc mà đề án về cái bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội của thị xã Mường Lai. Và hiện nay thì cái việc bảo tồn về văn hóa các dân tộc trên địa bàn thị xã Mường Lai đã được từng bước khôi phục cũng như là phát huy cái giá trị của nó. Đồng thời là nhằm mục đích để phục vụ cho vấn đề phát triển các loại hình du lịch trên địa bàn thị xã Mường Lai. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung về bến cảng Cơ Khí để chứng kiến các hoạt động trong lễ hội đua thuyền. Trong tiếng trống khai hội rộn ràng, khí thế, mọi người hòa chung trong điệu múa dân tộc Thái, nắm tay nhau cầu chúc một năm mới mưa thuận gió hòa để người dân Mường Lai yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với nghề sông nước. Đối với người dân Mường Lai, lễ hội đua thuyền đầu năm là một hoạt động ý nghĩa gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh và là món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con trong dịp đầu xuân năm mới. Từ xưa, người Thái Trắng Mường Lai chúng tôi đã có tục đua thuyền trong ngày đầu xuân năm mới. Song 7 năm trở lại đây, chính quyền thị xã đã tổ chức thành lễ hội đua thuyền cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian khiến bà con chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi lắm. Năm nào cả gia đình tôi cũng xuống bến cảng xem đua thuyền. Năm nay thì không khí lễ hội rất rộn ràng, đông đúc và nhộn nhịp. Tôi chưa bao giờ thấy thị xã Mường Lai đông người như trong ngày lễ hội đua thuyền. Dưới sự hò reo cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, những đội thi đã nỗ lực hoàn thành các chặng đua, cống hiến cho khán giả màn tranh tài hấp dẫn, tạo ra khí thế khỏe khoắn, vui tươi của ngày đầu năm. Qua đó cũng giúp mỗi thành viên tham gia thi đấu đua thuyền được rèn luyện sức khỏe, bổ sung trí lực, hăng say lao động sản xuất. Tinh thần anh em bây giờ rất là thoải mái luôn để hướng tới được kết quả tốt nhất. Chúng mong muốn là để tuyên truyền quảng bá cái sản phẩm của thị xã Mường Lai mình để được bạn bè khắp nơi để biết đến những cái tiết mục đua thuyền đua én của mình. Thứ nhất là và các tiết mục cổ truyền của dân tộc Thái mình nói riêng ấy. Để bạn bè người ta biết đến. Lần này thì tôi đã tham gia là lần thứ 7 với tinh thần là lễ hội là nhất và khối công nhân viên chức chúng tôi thì lúc nào cũng là tham gia với tinh thần là nhiệt tình, hăng say. Thông qua đây thì chúng tôi cũng muốn là quảng bá hình ảnh của thị xã Mường Lai đến với toàn thể quý vị du khách trong tỉnh và cũng như là khách trong cả nước là sẽ đến với lễ hội đua thuyền đua én truyền thống của chúng tôi hàng năm. Đây là một trong những lễ hội đua thuyền đua én truyền thống. Hy vọng rằng cứ mỗi vào dịp Tết Dương lịch thì rất là mong quý vị du khách sẽ đến với thị xã Mường Lai. Bên cạnh các hoạt động đua thuyền, trong 2 ngày 31 tháng 12 và 1 tháng 1, ban tổ chức lễ hội đua thuyền đua én thị xã Mường Lai cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, trưng bày các gian hàng sản phẩm truyền thống, ao cóp địa phương và tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sắm, thưởng thức văn nghệ và trải nghiệm các trò chơi. Năm nay mình được về dự lễ hội đua thuyền đua én lần thứ 7 là thực sự là có rất là nhiều cảm xúc. Trở lại cái mảnh đất mà sinh ra và lớn lên thì bây giờ mình thấy Mường Lai của mình đã thay đổi rất là nhiều rồi. Cuộc sống vui hơn, có nhiều điểm, có nhiều điều nó ý nghĩa hơn. Và thật sự là mỗi lần mà dịp sang nhân cái dịp năm mới này thì mình lại mong muốn là được quay trở về đây một lần nữa. Cứ mỗi năm thì đều ước ao là được về đây một lần để được nhìn cái sự thay đổi của thị xã nơi mình chôn rau cắt rốn, rất hạnh phúc. Thấy cuộc sống ở đây thay đổi từng ngày và rất mong rằng thị xã của mình sẽ còn phát triển hơn nữa, sẽ có nhiều cái hoạt động vui chơi, giải trí tích cực hơn nữa để cho bà con ở đây được tiếp cận với những cái văn hóa
tích cực hơn, tiến bộ hơn. Hôm nay lên đây thì cũng là đầu năm mới, thì lên đây thì không khí lễ hội đua thuyền năm 2021 này tại sân này là rất là vui. Mưa bạn bè rồi anh em hôm nay lên đây thì để xem đua thuyền, không khí rất là phấn khởi. Nét văn hóa của người Thái thì là rất là đặc biệt. Đặc biệt ở trên Mường Lai thì đa phần là người dân tộc Thái, thì đấy là những nét cổ truyền, văn hóa cổ truyền của bà con dân tộc. Thì hôm nay thì cũng lễ hội đua thuyền này thì cũng mang tới để tôi giới thiệu với đại đông đảo du khách đến đây. Lễ hội đua thuyền Đuôi Én đã trở thành đặc sản của thị xã Mường Lai vào mỗi dịp đầu năm mới, thể hiện nét đặc trưng độc đáo của mảnh đất và con người thị xã, trong đó có dân tộc Thái, ngành Thái trắng. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc được giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết, chung tay giữ gìn và bảo tồn môn thể thao đua thuyền truyền thống trong cộng đồng dân tộc Thái ở Điện Biên.